chợ đâu. Đây cứ đi thẳng đây rồi vào chợ kia là chợ đến chợ. Hay thế. Không thắng là đau chân này, tập tễnh đi bộ này là mai sưng. Sưng ngay. Mai sưng chân. Cam nữa. Thì quay mặt vào. Này ôi mạo này xinh thế. Cơ này. Ô cô đi từ nhìn đằng sau nhá. Nhìn đằng sau. Đấy đây bác này, mẹ này nhá. Không này, đấy nhá. Đây nữa này, mẹ nữa chạy đâu rồi. Đây không, nó bảo là phải đi đâu chụp ảnh cho mẹ em. Gửi lại cho em, à được. Đấy. Lúc phát lên thì anh nào bảo có phải là niên niên gì nhỉ? Niên phí không? Đúng rồi. Phí niên. Phí niên không? Bảo chuẩn. Không, phát trực tiếp. Ừ. Anh ơi. Đây là chị Nam nhà mình này. Đẹp chưa? Sáng nghiệp. Tôi có nước cả hết. Tí nữa ra chụp ảnh đi. À, đây không phải Huế, ở Huế có nón Huế nhỉ? Không, đây là Đà Nẵng. Ai nhớ phải mua cái nón Huế. Thế là đoàn thuộc Đà Nẵng. Đây nhé. Đây, nón này đây. Con hôm nào về Huế mua cũng được. Sách làm gì, hôm nào bao về mai nó nào ngày kia về mua. Bây đi chơi cái sách theo. Chẳng ở đây vẫn nhà nghỉ đây. Nghỉ đây đi chán về ăn đây thôi. Đấy, anh dài ấy, đây là cô này, đấy. Bảo anh chụp không? Chụp cái gì? Chụp cái gì? Chụp cho gì? Anh đâu có vào chụp ảnh không? Anh vào bảo Thanh chụp không? Làm cái gì à? Anh nhìn chị đâu? Thế anh đào đâu? Ừ, không ơi. Chụp này và điện này sẽ không đẹp. Chụp lên có đẹp không anh? Đây tối rồi. Đẹp lắm. Chụp lên rồi đẹp lắm. Ý là chả đẹp thì sao? Mặt có dáng không? Tối á? Ai chụp? Anh ơi! Chụp không?
sáng rồi đấy à? Cái kia, cái kia, vào. Không chụp à? Ông Vương lấy này thôi. Bây giờ ở đây chấp nhận nha. Cứ cho cô ăn được không? Thế nào đứng mãi ra sao? Ê đâu chụp ảnh à? Không có chữ ạ. Ai có chữ không? Chả có chữ không nhá. Đèn sáng bỏ. Anh có chụp ảnh anh Thanh Thùy không kiểu anh? Đâu? Ê đâu ơi? Bà đi đây anh chụp kiểu anh. Đây, điện thoại bỏ ra. Hello Minh. Đấy. Cao không chụp ảnh không? Đây đi vào thôi. Đấy cả chứ. Hả? Em cầm túi thì chụp gì? Đưa đây à. Mất rồi chị Lan à. Cái này có tối gì, đây này chụp cái này này. Mấy ảnh có ba chỗ nào nhỉ? Các nào chụp, chụp xong rồi xuống nhá. Chưa lấy được ấy đâu. Anh, cái này lấy mấy ảnh à. Mấy ảnh anh chị là à, đâu? Anh Thanh chụp với, anh Thanh chụp với. Em ơi, phải đứng sát vào đây này. Ờ, thế cứ đứng bên đây hết là được. Lấy dọc kia không à? Tối lắm, mặt tối. Phải đứng ở chỗ con mèo mặt sáng à? Đây, được chưa? Xuống. Alo. Xong rồi, xuống rồi. Anh chung lên, anh chung lên. Anh chung lên. Sao rồi, đưa lên ra thì chung vợ đi. Hả? Step outside the summertime. Thôi. Đó. Ơ, rồi xem này. Trong chụp, trong chụp với vợ kìa. Ôi, sáng này. Đã đẹp. Mấy chị mở cho biết mở thế nào. Không phải gửi cho. Không phải gửi cho mấy bạn đây. Cười thế nào? Thế nào? Ông Lân chụp không? Bà Thanh chụp ra. Ông Lân ơi, ra cái này đi. Ông Lân ơi. Ông Lân ơi. Này ông ơi, đi nhanh qua đây đi. Đi nhanh qua thế này đi. Đằng kia. Rồi, đẹp nhờ, giỏi. Chấp nhận được. Cậu, vâng ạ.
Giỏi, đầu gốc tre. Mình mới chỉ cho bếp thì gốc tre. Là cái thương hiệu làm vô cùng độc đáo là những nghệ nhân và ăn của đệ nhân. Đấy. Mà. Đẹp. Phải nói là đẹp. Chụp cái này. Chú bác cứ vào thăm quan. Chú khá đây thầy. Đi. Dạ. Dạ, 2-300. Sao thế này nhá. Đẹp cực luôn. Đây là phố cổ Hội An. Thuyền đây này. Đã dơ rồi, ta tưởng không chụp. Nào. Người yêu của tôi đứng lên. Nhưng mà tối lắm, đứng hẳn lên trên cái chữ đi. Tối lắm nè. Mới được 2 kiểu. Được 3 kiểu, thế thôi. Vì không rõ lắm đâu, đi mở xem đi. Chị Lan chụp ảnh này, em chụp cho. Trong tối không? Người ta phải đứng ra ngoài lấy được cả trái tim này này. Gợi hình là được mà. Ê, đứng nào. Chị Lan chụp thì bảo trong chứ. Gọi chồng anh lại em nào. Anh ơi. Hôm nay anh chạy đâu anh? Cầu đẹp không? Đấy. Sông Hương này. Đẹp. Dài lắm. Gấp lại được mà. Không, đang nói chuyện gần đây. Tí nữa quanh đây đi thẳng xuống luôn. Đấy, đường. Đường lại đây đi đường khác à? Đây đi đường khác mà. Đi đây cho quanh lại em được. Nhớ là ra phải ra ngoài này nhớ. Rồi thế đây ra đây cho mọi người. Ra vòng quanh hồ kia xong mình đi.
đẹp mà. Là đem đi có vào đây không? Đây đó, đây là phố cổ Hội An này. Ồ, anh đây ơi. Mua anh đây ấy. Chúng ta mua điện lồng này về đi treo cửa đẹp ấy. Mua màu đỏ ấy. À đây là bóng điện à. Đẹp phết nhở. Này, mua cái này đẹp à? Nhờ. Để trang trí rất đẹp nhé. Trí nhà. Em ơi cái này, cháu cái này thì bán nào? Dạ vâng. Cái này bao tiền cái này? Dạ cái này là 150. Bóng điện à, bóng nhỏ à? Dạ vâng. Bóng này sao mua ở đâu được thay nhỉ? Đây bóng to à? Đẹp hết. Cái mua này treo hai bên cửa đẹp ạ. Để chứ không phải treo. Toàn chung hết, toàn người ngoài hết. Đi. Đi, không quá thì ra đằng kia đấy thì đi nhanh để ra cầu đi. Ừ. Anh mua được cái gì ở đây? Sang bên kia đẹp lắm. Chết rồi, điện thoại hết pin rồi. Cái này ngoài ná tao búng cho mày à? Là cái mẹp, không có bà gì này. Cái nọ về cắm hoa đẹp này, nhờ. Đẹp lắm chị ạ, nhưng mà chả biết mua cái gì mà để mua nhiều nữa. Chỉ để xem thôi. Cái chuông gió đẹp hết nhỉ? Chuông gió này đẹp không? Đẹp nhỉ? Đi nhanh đi. Chả biết nào tìm. Vòng đây đi chị ơi. Vòng đây đây, vòng đây đây. Đón mình vòng đây nhá. Ra cầu đi. Ra cầu cho mát đi chị ơi. Ở đây nóng lắm. Anh chờ nhá, em ra cầu trước. Đi.
đẹp lắm. Ra cầu đứng đây chị ơi. Đẹp nhỉ. Đẹp anh Trung nhỉ. Đẹp nhỉ. Tây nhá. Mình ra ngoài này cho bác đây. Ở đây toàn Tây ấy nhỉ? Anh thấy Tây nhiều hơn Việt mình. Ở đây toàn Tây thôi, không người Việt. Đây thuyền sông Hương đây. Nói chung là rất đẹp, như phải tạm cắt thôi vì điện thoại hết pin rồi.